Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cách chuyển một kênh thương hiệu YouTube sang một tài khoản khác bằng điện thoại. Với cách làm hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần nhìn một lần là các bạn có thể làm được ngay. Mục đích của làm chuyển đổi kênh, một là do kênh chính của các bạn vi phạm bản quyền, do đó kênh phụ của các bạn khi đạt đủ điều kiện nhưng YouTube đã quét qua cái Gmail của các bạn nên các bạn đã bị ảnh hưởng. Thứ hai là các bạn đã hết quyền đổi tên kênh, do đó chuyển kênh là một cách rất hữu hiệu. Thứ ba là các bạn dùng để mua kênh, mua bán kênh. Và ở đây mình ký hiệu kênh A là kênh cho, còn kênh B sẽ là kênh nhận. Thì ở đây các bạn nhìn kênh A của mình, trạng thái bản quyền cũng như là trạng thái nguyên tắc cộng đồng của mình là không vi phạm gì cả. Và điều kiện của mình cũng đã đủ điều kiện để kiếm tiền. Ở đây các bạn kênh B là kênh nhận thì các bạn sẽ lập cho mình một cái tài khoản Gmail. Sau đó các bạn tạo cho mình một kênh. Đây mình ví dụ là mình tạo kênh Vlog Bổ Ích. Đấy, thì ở video của mình, kênh của mình không có bất cứ một cái video nào cả, hoàn toàn mới. Chúng ta bắt đầu. Đầu tiên các bạn vào Chrome, sau đó các bạn vào YouTube. Các bạn vào kênh YouTube. Sau khi vào kênh YouTube xong thì ở góc bên phải các bạn nhìn lên, mình sẽ ký hiệu là kênh A. Mình sẽ vào kênh A của mình. Kênh A của mình thì mình ký hiệu là Vlog Bổ Ích. Đó các bạn nhìn. Sau đó các bạn vào cái bánh răng nhé, có phần cài đặt. Cái bánh răng là cái phần cài đặt, các bạn bấm vào đó. Sau khi bấm vào bánh răng xong thì nó sẽ hiện lên cho các bạn là thêm hoặc xóa người quản lý. Các bạn kích vào thêm hoặc xóa người quản lý và bạn sẽ được chuyển hướng đến tài khoản của tôi. Đấy, sau khi bấm vào xong thì các bạn sẽ vào quản lý quyền. Ở đây góc bên phải sẽ có một dấu cộng và hai cái hình người, các bạn kích vào đó. Và các bạn có thể nhìn thấy ngay là Hùng1986 đang là chủ sở hữu chính. Các bạn kích vào. Sau khi kích xong thì các bạn sẽ nhập cái email mà các bạn muốn chuyển đến. Email này là email nhận và mình cũng đã ký hiệu cho các bạn, đó là kênh B. Sau khi nhập xong thì sẽ hiện ra một phần, đó là chọn một vai trò, thì các bạn chọn cho mình là chủ sở hữu. Sau đó các bạn kích mời, có nghĩa là mời cái kênh này làm chủ sở hữu. Và sau khi kích xong thì sẽ hiện ra là đã được mời chủ sở hữu. Ở đây các bạn có thể thoát ra và vào cái email của người nhận, có nghĩa là cái email mà các bạn muốn nhận kênh YouTube đấy, để các bạn có thể kiểm tra. Đấy, các bạn truy cập vào email kênh B là kênh nhận. Thì sau khi truy cập vào thì nó sẽ có một Gmail của kênh A gửi cho các bạn. Đấy, nó sẽ hiện là bạn đã nhận được một lời mời từ Hùng1986, đã mời bạn chia sẻ quyền sở hữu Vlog Bổ Ích. Các bạn bấm vào chấp nhận lời mời. Sau đó các bạn bấm chấp nhận tiếp theo. Sau khi bấm vào xong thì bạn đã là chủ sở hữu của kênh đó. Đấy, các bạn có thể nhìn, bạn hiện là chủ sở hữu. Bạn hiện đã chia sẻ quyền sở hữu Vlog Bổ Ích. Và bạn sẽ bấm vào bắt đầu. Ở đây chúng ta sẽ thoát ra và vào Chrome, sau đó vào YouTube một lần nữa. Ở góc bên phải chúng ta sẽ đăng nhập cái địa chỉ của kênh A vào cho mình. Các bạn bấm vào phần bánh răng, các bạn vào phần thêm hoặc xóa người quản lý. Các bạn lại tiếp tục bấm vào quản lý quyền.
Đấy, ở đây các bạn có thể nhìn thấy Hồng 1986 là chủ sở hữu chính và cái MI mới kênh B là chủ sở hữu thôi. Thì ở đây các bạn sẽ chọn cho kênh nhận của mình là chủ sở hữu chính. Sau khi kích vào xong nó sẽ có phần chuyển, các bạn bấm vào phần chuyển. Các bạn cứ yên tâm thoải mái bấm không lo. Sau khi bấm xong thì sẽ hiện ra là VLOOKBOOX phải đợi một ngày trước khi trở thành chủ sở hữu chính. Các bạn bấm xong. Sau khi kích vào xong thì các bạn có thể đợi 24 giờ sau. Sau khi đã đợi 24 giờ thì các bạn sẽ vào kiểm tra kênh A của mình bằng cách vào Chrome và vào YouTube. Các bạn cũng đăng nhập như bình thường vì kênh của các bạn hiện nay vẫn đang là chủ sở hữu. Còn kênh chủ sở hữu chính là kênh B. Các bạn vào phần thêm hoặc xóa người quản lý. Tiếp tục vào quản lý quyền. Sau khi kích vào xong, các bạn có thể thấy chủ sở hữu VLOOKBOOX. Bây giờ các bạn sẽ chuyển cho mình thành chủ sở hữu chính. Có nghĩa là kênh nhận của các bạn sẽ bây giờ là sẽ chuyển thành sở hữu chính. Các bạn bấm chuyển. Sau khi bấm xong thì sẽ có một Gmail gửi về cho các bạn. Các bạn có thể vào kiểm tra. Đấy, các bạn có thể thấy mình đã chuyển xong. Tiếp tục các bạn vào kênh A. Các bạn có thể nhìn thấy VLOOKBOOX bây giờ là chủ sở hữu chính và các bạn bây giờ xóa cái phần cái kênh các bạn quản lý là chủ sở hữu đi, các bạn xóa. Sau khi xóa xong là cơ bản các bạn đã hoàn tất tất cả các bước thì sẽ có một Gmail gửi về cho các bạn. Bạn có thể kích vào xem. Đấy, Gmail của kênh A nó sẽ hiện ra là quyền truy cập của bạn đã thay đổi, bạn không còn là chủ sở hữu của VLOOKBOOX. Đó, như vậy là các bạn đã chuyển xong. Như vậy thì chúng ta sẽ vào phần của kênh B để chúng ta kiểm tra lại xem kênh B có mất cái gì không. Các bạn truy cập như bình thường. Mạng của mình nó hơi chậm nên các bạn thông cảm. Các bạn vào kích vào phần phân tích số liệu. Đó, như vậy là kênh mới của mình không có gì thay đổi cả. Tất cả đều còn nguyên, kể cả người đăng ký hoặc là lượt xem. Đấy, vẫn còn nguyên. Mình sẽ đến phần kiểm tra cái điều kiện xét kiếm tiền của mình. Đấy, các bạn có thể thấy trạng thái bản quyền vẫn còn nguyên, trạng thái nguyên tắc cộng đồng cũng không bị ảnh hưởng. Như vậy là kênh của mình đã chuyển xong và hoàn thiện. Bây giờ là mình chỉ có việc là đợi YouTube xét duyệt để kiếm tiền thôi. Đây, kênh của mình đã đủ điều kiện rồi. Rất đơn giản, các bạn chỉ cần chú ý làm một lần là các bạn có thể làm được. Nó rất dễ. Như mình giới thiệu với các bạn là vào phần Gmail hoặc Email này, các bạn có thể không vào được. Các bạn chủ yếu là tập trung cho mình cái kênh A và kênh B thôi. Các bạn vào kênh A và vào kênh B. Đấy, các bạn có thể thấy các số liệu phân tích của video của mình vẫn còn nguyên, không hề bị ảnh hưởng gì cả. Mình cũng đã chia sẻ cho các bạn cách chuyển một kênh YouTube thương hiệu sang một tài khoản khác. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn vào một dịp sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để xem những video bổ ích mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.